Em xin chào cả nhà yêu hoa lan nhé. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một mặt hoa cattleya rất là đẹp. Hoa màu trắng lưỡi tím, có con mắt có gân rất là đẹp. Và đặc biệt hoa này rất là thơm. Theo dòng cách hoa cách tem rất là xuyên hoa. Một giả hành sẽ cho từ 2 đến 3 hoa và sai hoa rất là to. Hoa rất là bền nha các anh chị, có thể ngắm từ 1 đến 2 tuần. Nếu như mình để ở trong chỗ dàn keo mát mẻ. Tán lá to, thân cây rất là khỏe và tốt. Hiện tại cửa hàng em đang có loại cattleya này nha anh chị. Anh chị có sưu tầm thì liên hệ để đặt hàng và mình sở hữu một chậu hoa đẹp như thế này nhé.